mày quay lại cái camera đây này, mày quay ngược lại nó quạt bỏ mẹ ra với ra để chơi à? Mày đi đây mày quay là đẽ đi mà được cấm thì chớ được, còn đi ngược được cao tốc nữa thì mày ăn chậm lỗi nhân đôi. 4 triệu đồng vào mặt đã khênh được. 410 cho sát vào đây. Năm chục không đủ bao thuốc cả, 6 người người ta đánh nhau rồi, 6 có đủ rồi. Đây nó đã phạt, cháu tính là phạt tiền triệu, phạt 1.700. Nói thật mày vào xem được cao tốc nó phạt bao nhiêu. Mày đưa 1.5 thì cũng gần được có 3 thuốc thôi. Dù cấm xe máy, nhưng mỗi ngày vẫn có không ít người đi nhầm vào đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Rẽ, vốn chỉ dành riêng cho xe ô tô. Nắm bắt tâm lý lo sợ bị cảnh sát giao thông xử phạt vì đi xe máy vào đường cấm của người dân, một nhóm đối tượng đã lên kế hoạch tinh vi để bắt chẹt xin tiền. Bất cứ chiếc xe máy nào đi nhầm vào phần đường dành cho ô tô đều có đối tượng đuổi theo chặn lại, dọa dẫm rồi sau đó yêu cầu phải trả tiền. Ngày 7 tháng 8, nhận thấy một nam thanh niên đi xe tay ga màu trắng đi nhầm vào làn cao tốc đoạn đầu nút giao Pháp Vân thuộc quận Hoàng Mai, Hà Nội. Người đàn ông đội mũ cối áo nâu sẫm này từ trong lan can phi ra nói phủ đầu. Về thông tin anh. Sau lời dọa nạt, đồng bọn của đối tượng này đã xâu tới để cùng nhau uy hiếp con mồi. Nhóm này không ngần ngại ra giá dưới vỏ bọc giúp đỡ. Thậm chí, để con mồi thêm sợ hãi, nhóm này còn dọa rằng nếu tiếp tục đi hoặc quay lại sẽ bị cảnh sát giao thông phạt 2 triệu đồng. Nhiều người vì quá lo sợ mà sẵn sàng bỏ tiền để chúng nâng xe máy qua. Mày đưa mỗi người 20, 3, 4 người đi. 4 người lấy tem, 8 nghìn. 4 người 100. Ừ, đưa lại đây. Quay lại có công an không anh? Có công an. Nhưng mà thường tín ngày xưa em vẫn đi đường này mà. Đây, đập dao đi đường này, xe máy nào không? Một mình em đi xe máy nữa em đã quên. Thế là bao tiền hả chị? 18.000. Ôi giời, đắt lắm. Hôm qua nó phạt 2 triệu thì trả sao? Theo quan sát của phóng viên, trên toàn bộ tuyến đường có 2 chốt chặn hoạt động vòi tiền được các đối tượng lập ra. Một là bãi đất trống ngay đầu cao tốc và hai là cách đó 500m. Ở một chốt, các đối tượng sẽ yêu cầu nâng xe qua giải phân cách để lấy tiền. Trong khi ở chốt còn lại, một đối tượng sẽ dẫn con mồi đi ngược chiều để ra một đường dẫn và sau đó ép nạn nhân trả tiền. Nhiều người lấy lý do không có tiền, liền bị nhóm đối tượng trên quát nạt chặn đầu xe. Tao đã bảo rồi, tao lấy 50 bằng con số hôm, tao không lấy hơn. 50 mày nghĩ nhiều à? Nhiều nạn nhân bức xúc nhưng không còn cách nào khác vì sợ sệt, các nạn nhân đã phải ngoan ngoãn đưa tiền. Thế là sau lần này thì em sẽ biết cách đi hơn, chứ không có lần thứ hai em bị dính như thế nữa. Em hỏi tí, nãy nó khênh xe có kêu lấy bao tiền này? Mày nó họ đòi bao nhiêu? Mày nó đòi 150. Em đòi 300. 300 là nó bảo là tiền gì? 200.000 tiền đấy, 200.000 tiền bỏ công an số ảnh 5 hai người kia. Không biết đặt, nó bảo là camera, không biết chỗ này chỗ nào camera nó soi có đi vào đường cao tốc. Em tôi đi đây một đoạn rồi bắt đầu từ trên vào đường cao tốc. Nghĩ lừa thôi. Chứ bây giờ bỏ bên xong cái xong, bây giờ một mình không ngay một mình ngay không bây giờ. Không sao, nhưng mà em hai người bọn bên đường ngay. Mà tự nhiên nó lại dây rồi, tự nhiên nó bỏ, tự nhiên các bà kia đứng kia là tan dây rồi. Hợp tác rồi. Chỉ trong vòng một buổi có cả chục người đi nhầm vào cao tốc, trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ lưu manh. Đáng nói, hoạt động chấn lột trắng trợn này diễn ra trong thời gian dài. Trong thời gian phóng viên ghi hình, cảnh sát giao thông có 1 đến 2 chốt chặn. Nhưng nhóm người này vẫn nhợt nhơ chấn lột tiền của người dân. Cách đây 2 năm, cũng tại nút giao này, những hình ảnh ngang nhiên chấn lột tiền của người tham gia giao thông được báo chí phanh phui. Tuy nhiên, nay lại tiếp diễn. VTC News sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.